top 3 cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Mới đây, Forbes đã công bố danh sách 10 cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất năm 2024. Trong đó, Ronaldo ở ngôi đầu với tổng số tiền kiếm được lên tới 285 triệu đô la Mỹ. Theo tạp chí Forbes, hiện tại 3/4 trong số các cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới đều đang thi đấu tại Saudi Pro League. Trong đó, Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định vị thế là ngôi sao sáng nhất làng túc cầu khi đứng đầu danh sách những cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất giới năm 2024. Với mức thu nhập lên đến 285 triệu đô la Mỹ mỗi năm, CR7 đã tạo ra một khoảng cách rất lớn so với các đối thủ cạnh tranh. Con số này bao gồm 220 triệu đô la Mỹ, bao gồm lương và thưởng, đến từ hợp đồng khủng với Anax, cùng với 65 triệu đô la Mỹ từ các nguồn thu nhập khác như quảng cáo và kinh doanh cá nhân. Xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách là Lionel Messi với tổng thu nhập 135 triệu đô la Mỹ một năm. Mặc dù lương và thưởng tại Inter Miami chỉ bằng 1/3 so với Ronaldo, nhưng Messi lại kiếm được nhiều hơn từ các hoạt động ngoài sân cỏ. Trong khi đó, Neymar đứng ở vị trí thứ ba với 110 triệu đô la Mỹ một năm. Dù gặp nhiều vấn đề về chấn thương, nhưng thương hiệu cá nhân của Neymar vẫn giúp anh kiếm được một khoản tiền khổng lồ từ các hợp đồng quảng cáo và bản quyền hình ảnh. Còn chủ nhân của quả bóng vàng 2022 Karim Benzema xếp thứ tư khi bỏ túi 104 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn số tiền tiền đạo người Pháp kiếm được đều đến từ tiền lương đá bóng, 100 triệu đô la Mỹ. Có thể thấy, bốn vị trí dẫn đầu trong danh sách năm 2024 đều thuộc về những cầu thủ thi đấu ngoài châu Âu, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá, đặc biệt là Trung Đông, trong việc thu hút các ngôi sao hàng đầu thế giới.